chương trình Tam Nông Chương trình Tam Nông Mời quý thính giả theo dõi chương trình Tam Nông Thưa quý thính giả, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu gạo qua 9 tháng đạt 3,66 tỷ đô la Mỹ, tăng 40,4% so cùng kỳ năm ngoái. Đầu năm đến nay, giá gạo xuất khẩu bình quân luôn ở mức cao đạt 553 đô la Mỹ một tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, thậm chí có thời điểm giá gạo Việt Nam xuất khẩu lên đến, đến gần 560 đô la Mỹ một tấn. Đáng chú ý là mặc dù giá trị xuất khẩu qua 9 tháng đạt hơn 3 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, tuy nhiên, khối lượng gạo xuất khẩu mới chỉ đạt 6 triệu 600 ngàn tấn. Trong khi vào năm 2011, để đạt được kim ngạch xuất khẩu hơn 3 tỷ 600 triệu đô la Mỹ phải cần 7 triệu 100 ngàn tấn gạo. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, với giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang dẫn đầu thị trường như hiện nay, thu nhập của cả chuỗi ngành hàng có sự cải thiện nhiều so với các năm trước. Hiện dư địa xuất khẩu gạo của Việt Nam còn rất lớn khi Philippines đang có nhu cầu nhập thêm 1,1 triệu tấn, Indonesia có nhu cầu nhập khẩu 2,3 triệu tấn gạo, Cùng với đó, nhu cầu nhập khẩu gạo từ Trung Quốc dự báo cũng sẽ tăng trong những tháng cuối năm. Ông Nguyễn Như Cường, cục trưởng cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lưu ý, đảm bảo hiệu quả xuất khẩu khi giá lúa đang tăng cao như hiện nay, các doanh nghiệp xuất khẩu cần có chiến lược lâu dài. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu chính phủ về việc tăng cường xuất khẩu gạo trong bối cảnh hiện nay. Năm ngoái sản lượng gạo khoảng 42,7 triệu tấn, xuất khẩu 7,13 triệu tấn. Năm nay, sản lượng ước khoảng 43,1 triệu tấn đến 43,2 triệu tấn có thể xuất khẩu dược kỷ lục của năm ngoái. Vấn đề giá cả sẽ thay đổi theo chiều hướng tăng, nhưng giới lượng dự trữ quốc gia hiện nay sẽ không ảnh hưởng. Quý tân trẻ thân mến, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10 tháng qua, rau quả tiếp tục đang cành hàng có mức tăng trưởng ấn tượng trong số các mặt hàng xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam đạt 4 tỷ 900 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 78% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, sầu riêng là ngành hàng đóng góp nhiều nhất về kim ngạch xuất khẩu. Qua 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu loại trái tỷ đô này ước đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 14 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đến là mít, xoài, nhãn, bưởi, dưa hấu Ngoài sự tăng trưởng ở các thị trường chính như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, lượng trái cây Việt Nam xuất khẩu vào thị trường châu Âu ước tính cũng tăng mạnh sau cùng kỳ năm ngoái như chanh dây, thanh long, dừa, khóm và mãng cầu xiêm. Và theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vùng Đức Tiến, để gia tăng giá trị ngành hàng trao quả cần tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia vào chế biến sâu, bởi tăng cường chế biến sâu, giảm tổn thất sau thu hoạch, gia tăng giá trị xuất khẩu nên tăng nhiều lần so giới xuất khẩu rau quả tươi như hiện nay. Cùng với đó cần bổ sung các cơ chế chính sách và cải cách hành chính là yếu tố then chốt để tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Bên cạnh những nỗ lực đáp ứng tốt về tiêu chuẩn chất lượng, ngành sẽ tiếp tục đàm phán mở cửa thị trường cho rau quả diệt sang các thị trường tiềm năng, đặc biệt là thị trường có giá trị cao. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói tốc độ tăng trưởng xuất khẩu thì chúng ta có bước chuyển biến ngay từ đầu quý ba bộ sẽ tập trung vào cái hệ thống giải pháp đã được định hình có điều chỉnh và điều hành linh hoạt trong xúc tiến thương mại cũng như giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2023 là cái năm bản đề của kế hoạch năm năm 2021 2025 Thống kê của Hiệp hội Dừa Việt Nam cho thấy cả nước hiện có 90 doanh nghiệp ngành dừa và liên quan đến dừa, trong đó có 42 doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm từ dừa. Cộng đồng doanh nghiệp ngành dừa đầu tư công nghệ dùng trồng nguyên liệu hữu cơ nhiều trang trại dừa hàng trăm hecta ra đời ở Tây Ninh, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Định, mở ra cơ hội tăng trưởng cho xuất khẩu trong thời gian tới. Hiệp hội dừa Việt Nam dự báo đến năm 2024, giá trị xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa dự kiến đạt 1 tỷ đô la Mỹ, thậm chí có thể cao hơn. Xuất khẩu thủy sản có thể mang về 2 tỷ 400 triệu đô la Mỹ trong quý tư năm nay. Dự báo mới được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đưa ra. Nhiều mặt hàng thủy sản như cá tra, cá ngừ bắt đầu có dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn ảm đạm đầu năm. Để có được sự phục hồi này, các doanh nghiệp cũng phải xoay sở nhiều giải pháp, tìm cách đa dạng mặt hàng, tìm kiếm thêm các thị trường ngách. Trong nỗ lực đó, không thể thiếu sự đồng hành từ nguồn vốn dây ngân hàng. Ghi nhận tại một nhà máy xuất khẩu cá tra tại An Giang, cá tra phi đê, cá tra cắt nhỏ, da cá tra, cá tra tẩm gia vị cùng đà con cá tra. Nhưng doanh nghiệp này có hơn năm sản phẩm khác nhau, phục vụ cho từng nhóm khách hàng xuất khẩu khác nhau. Doanh nghiệp chia sẻ họ phải đầu tư dây chuyền máy móc để đáp ứng thị hiếu khách hàng. Thay máy mới đầu tư thêm công nghệ cấp đông sâu, con cá tra từ nhà máy đi tới khắp các thị trường, đem về hơn 500 tỷ đồng doanh thu mỗi năm. Lượng đơn hàng bắt đầu nhiều hơn từ cuối quý 3, Nhờ chủ động nguồn nguyên liệu từ sớm, doanh nghiệp có đơn hàng ổn định cho 2 tháng tới. Mỗi tháng doanh nghiệp xuất khẩu từ 30 đến 40 container. Để kịp thời có cá nguyên liệu cho sản xuất, doanh nghiệp xây dựng mô hình chuỗi liên kết với hộ nông dân. Họ chủ động hỗ trợ giống thức ăn cho các hộ nuôi ngay từ đầu vụ nhờ nguồn vốn dài ngân hàng. Sự liên kết giữa doanh nghiệp, hộ nuôi và ngân hàng đem lại hiệu quả cho tất cả. Ông Phan Tuấn Ngọc, Phó Giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Hồng Ngọc cho biết. Khi mà mình đầu tư và mình hỗ trợ giá cho người nông dân như vậy, duy trì được cái 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 nguồn vốn để mà họ tiếp tục họ chăn nuôi. Mà gói năm nay thì thấp hơn trước là 1,5% trang giải được cái nguồn vốn để mà xoay dòng trong cái sản xuất kinh doanh này. Ông Lê Hồng Phúc, Phó Tổng Giám đốc Aribank thông tin. Dành nhiều cái gói cho doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp thủy sản, ưu đãi và chi nhánh cho vay với lãi suất rất thấp và được trụ sở chính chúng tôi hỗ trợ thêm phần phí đồng thời là cũng kết hợp với bộ nông nghiệp phát triển nông thôn để biết được những định mức kỹ thuật những vùng nguyên liệu những nơi quy hoạch để làm sao mà phù hợp đúng với định hướng của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn phù hợp với kinh tế vùng và phù hợp với kinh tế của từng địa phương trong việc nuôi trồng và phát triển thu mua chế biến thủy sản Gần một nửa trong gói tín dụng 15.000 tỷ đồng cho dây đam sản, thủy sản được giải ngân chỉ trong vòng 3 tháng gần đây. Kết quả này được kỳ vọng là những tín hiệu tích cực cho ngành thủy sản trong quý cuối năm. Thưa quý khán giả, từ ngày 25 đến 29 tháng này, tỉnh Kiên Giang tham gia giới thiệu quảng bá trên 30 sản phẩm ô cớp, sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng tại hội trợ triển lãm sản phẩm kinh tế quốc phòng Việt Nam-Campuchia năm nay. Dịch theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch tỉnh Kiên Giang, hội trợ triển lãm sản phẩm kinh tế quốc phòng Việt Nam Campuchia năm nay diễn ra tại thủ đô Phnom Penh, Trung Quốc, Campuchia. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động giao lưu hữu nghị, kế thừa và dũng đáp tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển, nâng lên tầm cao mới mang lại cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, tiếp xúc, giao thương, thúc đẩy hợp tác điên doanh, liên kết, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới cho phát triển kinh tế xã hội. Hội trợ năm nay thu hút hơn 200 gian hàng của các công ty, doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia trưng bày nhiều loại sản phẩm và dịch vụ như máy móc công nghệ, thiết bị công nghiệp, máy móc nông nghiệp, điện tử, thủ công mỹ nghệ, các mặt hàng tiêu dùng, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm ô cấp. Riêng Kiên Giang tham gia hội trợ với hơn 30 sản phẩm đặc trưng và chủ lực của tỉnh như nước mắm Phú Quốc, tôm khô, cá đóng hộp, trà, các sản phẩm chế biến từ tiêu, các sản phẩm nằm từ cỏ bàn của 16 công ty doanh nghiệp và hợp tác xã trong tỉnh. Cà Mau là một trong những địa phương có nhiều sản phẩm ô cớp tại vùng đồng bằng sông Cửu Long với hơn 128 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Ngoài việc phát triển về số lượng thì chất lượng các sản phẩm luôn được tỉnh quan tâm đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ máy móc trong quá trình sản xuất nên các sản phẩm ô cốp được nâng cao về chất lượng. Cơ sở Chí Tâm là một trong những cơ sở sản xuất tôm khô lâu đời và là chủ thể sản phẩm ô cốp tôm khô nổi tiếng ở thị trấn Rạch Gốc. Hiện nay, việc làm ra sản phẩm tôm khô đơn giản và nhẹ nhàng hơn nhờ vào máy móc. Anh Hồng Chí Linh, chủ cơ sở tôm khô Chí Linh, chia sẻ. So với cách làm truyền thống thì ưu điểm là thứ nhất là về nhân công, lao động thì giảm rất là nhiều để tăng cái nguồn lợi lên và thứ hai nữa ưu điểm của có trang thiết bị máy móc á, sản phẩm của mình là đạt chất lượng tốt hơn Ngoài cơ sở của anh Chí Đinh, mà nhiều chủ thể ô cốp ở Cà Mau cũng trang bị các thiết bị máy móc để nâng cao chất lượng sản phẩm, nhất là bao bì, mẫu mã sản phẩm cũng được cải thiện để đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu thị trường. Anh Hồ Giang Đác ở xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Giang Thời, tỉnh Cà Mau, nói thưa nó mình phơi nắng bây giờ nó mình sấy bây giờ mình thêm cái lò điện nữa hồi xưa nó không có lò điện nó chỉ có lò than thôi giúp phơi nắng thôi giờ nó có lò điện chị Trần Thị Sa giám đốc hợp tác xã Ba Khé Đầm Dơi huyện Đầm Dơi tỉnh cà mau chia sẻ Sưởng ba khí đầm dơi thứ nhất là về cái chất lượng mẫu mã và thứ hai là cái thiết bị đóng gói là mình nâng cấp hơn. Và cái thứ hai là nhà xưởng đang nâng hạn lên cái tiêu chuẩn khắc sáp để mình đảm bảo cái quy trình đóng gói sạch nhất về cái thương hiệu ba khí đầm dơi tại Cà Mau. Cà Mau hiện có 128 sản phẩm được hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp cấp tỉnh đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 4 sao. Hiện nay nhiều sản phẩm đang được hội đồng tiếp tục đánh giá công nhận và nâng hạng sản phẩm ô cốp ông Phan Quang Chủ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cà mau thông tin thêm tuyên truyền để cho các cái chủ thể ô cốt và nâng cao cái chất lượng hàng hóa mở rộng cái sản lượng cũng như là cái chất lượng cũng như là các cái quy trình sản xuất làm sao để ngày càng được nâng cao hơn và để có cái nguồn sản phẩm nó chất lượng ổn định theo ngành chức năng qua khảo sát sơ bộ, các sản phẩm được công nhận ô cốp đều có doanh thu tăng từ 10-30% và chưa có sản phẩm nào vi phạm về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa. Đây là điều kiện quan trọng để Cà Mau phát triển các sản phẩm ô cốp trong thời gian tới. đề án phát triển bền vững một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông cửu long đến năm 2030 đang xây dựng được kỳ vọng sẽ tạo đột phá trong tổ chức lại sản xuất ngành hàng lúa gạo nâng cao giá trị gia tăng trong toàn chuỗi tăng thu nhập cho nông dân bảo đảm phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng và đóng góp vào tăng trưởng xanh Việc tổ chức lại sản xuất cho người nông dân đòi hỏi phải thông qua việc tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã và liên kết với doanh nghiệp để thành công. Bởi vậy, thu hút đầu tư, hợp tác công tư đóng vai trò rất quan trọng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, nông dân đồng bằng sông Cửu Long trồng lúa chất lượng cao từ nhiều năm qua, nhưng mỗi giai đoạn sẽ có mức phát triển khác nhau. Giai đoạn trước, việc phát triển sản xuất lúa chất lượng cao chủ yếu tập trung vào khâu giống, đề án này sẽ tập trung vào quy trình sản xuất giảm chi phí cho nông dân sản xuất lúa đạt chứng chỉ carbon giảm phát thải khí nhà kính sẽ góp phần đưa thương hiệu gạo của việt nam lên tầm cao mới trước xu hướng tiêu dùng xanh của thế giới hiện nay và theo ông Đê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh đối chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh dùng đồng bằng sông Cửu Đông đến năm 2030 sẽ được triển khai từ năm 2024. Cụ thể, gai từ vụ Đông Xuân 2023-2024, dùng sẽ triển khai khoảng 180.000 hecta đến năm 2025 sẽ triển khai mở rộng và đạt từ 300.000 đến 500.000 hecta từ năm 2026 đến năm 2030, mỗi năm tăng thêm 100.000 hecta để đạt 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2030. Để đề án thành công, việc quy động các thành phần trong chuỗi giá trị thông qua những chương trình hợp tác công tư được ưu tiên hàng đầu, thông qua khai thác tiềm lực sẵn có của các thành phần trong chuỗi giá trị để cải thiện chất lượng và tính bền vững của lúa gạo Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác nhằm tháo gỡ khó khăn của người nông dân hướng tới xây dựng chuỗi sản xuất lúa gạo bền vững và có trách nhiệm. Nhóm công tác đối tác công tư về lúa gạo ra đời với sứ mệnh tiên kết sản xuất lúa gạo bền vững thông qua các hoạt động nghiên cứu xúc tiến thương mại xúc tiến hợp tác công tư nhằm tạo đoàn bẩy công nghệ nông nghiệp để hỗ trợ cho các hoạt động của ngành hàng lúa gạo xác định đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn giới tăng trưởng xanh dùng đồng bằng sông Cửu Đông đến năm 2030 đã cơ hội lớn để định vị lại ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Ông Đê Quốc Thành, giám đốc trung tâm khuyến nông quốc gia mong muốn khối tư nhân doanh nghiệp, người sản xuất trực tiếp cùng tham gia đề án, việc đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư để tạo nên một giải pháp tích cực hỗ trợ cho đề án. Qua nhóm công tác đối tác công tư về lúa gạo ngành hàng lúa gạo Bà Misa Rabat, quản lý chương trình chủ giá trị Rao Asia, cho biết Rao Asia mong muốn hỗ trợ đóng góp vào quá trình triển khai đề án. Rao Asia sẽ tiếp tục kết nối với các đối tác khối công và khối tư và quy động nguồn lực từ các quỹ để hỗ trợ đổi mới hệ thống lương thực thực phẩm, góp phần cải thiện ngành hàng lúa gạo, thích ứng với biến đổi khí hậu và gia tăng thu nhập cho người trồng lúa. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam bày tỏ sự quan tâm và sẵn sàng tham gia đề án này theo ông quỳnh văn thòn chủ tịch tập đoàn đọc trời tập đoàn tổ chức sản xuất theo chuỗi với việc áp dụng công nghệ các địa phương sản xuất theo mô hình hợp tác xã ứng dụng cơ chế quá ở mức độ khá cao đó là tiền thân để áp dụng đề án đề án là sự tích hợp của cả nông dân doanh nghiệp và chính quyền với cùng tầm nhìn điều này cho chúng ta niềm tin về sự phối hợp bài bản có nguyên tắc thay vì tự phát như trước đây Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam nhấn mạnh, hợp tác công tư là để quy động sự tham gia của các tổ chức doanh nghiệp hợp tác xã, nông dân. Vấn đề chính là liên kết doanh nghiệp, nhà nước và nông dân để tạo ra chủ giá trị. Nhà nước đóng vai trò xây dựng cơ chế tạo liên kết, xây dựng chủ giá trị giữa nông dân và doanh nghiệp. Liên kết trong ngành hàng lúa gạo mới đạt khoảng 20%. Doanh nghiệp và hợp tác xã cần có sự cộng tác liên kết để nâng cao chất lượng, xây dựng chuỗi giá trị bền vững bí quyết làm giàu. Thưa quý khán giả, cách trung tâm thành phố Bắc Cạn tỉnh Bắc Cạn không xa, vườn chanh bông tím của anh Hoàng Văn Hiền ở xã Nông Thượng được nhiều người biết đến. Không đơn thường bởi hiệu quả kinh tế mang lại từ loại cây được giới giòn đã có tuổi thọ cao, dễ trồng, dễ chăm sóc, mà anh hiện lựa chọn còn gì hình thức canh tác phù hợp với xu thế sản xuất nông nghiệp hiện nay theo hướng hữu cơ, an toàn, giúp nâng cao hệ sinh thái. Năm 2016, anh Hiền tìm hiểu và mua 60 cây chanh bông tím từ Đà Lạt, Lâm Đồng về trồng. Kiên trì với hướng đi này, vừa trồng anh vừa nhân giống từ những cây chanh ban đầu. Đến nay, vườn chanh của gia đình có hơn 1.000 cây. Trong vườn, anh cũng không dọn sạch cỏ dại hoàn toàn, mà chỉ cắt, chăm sóc cỏ tốt để tạo thảm thực vật giữ ẩm cho đất, chống xói mòn, thu hút thiền địch có lợi chanh bông tím phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng ở địa phương là giống cây ưa nắng nên nắng càng mạnh cây phát triển càng tốt thích hợp với khí hậu nhiệt đới ẩm và không chịu được nhiệt độ quá rét không kén đất nhưng thích hợp đất dẫn đà đất mùn giàu dinh dưỡng chanh bông tím ra qua đậu trái quanh năm với hơn 1.000 gốc chanh cho thu hoạch mỗi năm anh thu được 70 đến 80 tấn trái trên thị trường, chanh bông tím có giá từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng một ký, có thể điểm lên đến 40.000 đồng một ký. Thị trường tiêu thụ chính là ở các tỉnh Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh. Ưu điểm nổi trội của chanh bông tím là thời gian ra qua đậu trái đến khi thu hoạch ngắn, năng suất cao. Để cây phát triển tốt, anh cho biết người trồng phải thường xuyên cải tạo đất, canh tác theo hướng hữu cơ. Trang trại anh hiện nay chỉ sử dụng các đội chế phẩm vi sinh để phòng trừ sâu bệnh bón hoàn toàn bằng phân hữu cơ được ủ từ phân chuồng và các phụ phẩm nông nghiệp bón theo định kỳ. Chanh bông tím đến tuổi thu hoạch cho sản lượng ổn định khoảng chục năm, không chịu ngơi tay với mong muốn để duy trì phát triển thêm. Cuối năm ngoái, anh Hiền quyết định ghép cây chanh bông tím với cây bưởi diễn 6 năm tuổi. Theo anh, cây bưởi diễn có tuổi thọ cao, bộ rễ khỏe, nhiều cành nên rất phù hợp để ghép với cây chanh bông tím Trang trại của anh ghép được 150 cây chanh trên gốc bưởi diễn và tiếp tục mở rộng. Mỗi gốc bưởi diễn ghép cây chanh bông tím có thể thu hoạch được từ 3 đến 5 tạ trái một năm, dùng trồng được khoảng 1.000 cây, ước có thể thu về hàng tỷ đồng mỗi năm. Thu quý tính giả lựa chọn cây bưởi để trồng trên vùng đất quanh năm nhiễm phèn khi trồng lúa không hiệu quả. Nông dân xã Phạm Giang Hai, huyện Bình Chánh tạo nên thương hiệu bưởi da xanh ngon có tiếng để cùng nhau làm giàu. Dung đất phạm văn hai quyện bình chánh phèn lại còn đại dùng trũng hễ mưa là ngập úng khiến cho việc canh tác nông nghiệp khó khăn ban đầu người dân nơi đây trồng lúa và qua màu nhưng không đạt hiệu quả kinh tế cao dẫn đến đời sống khó khăn từ năm 2010, ngành nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp bằng cách giúp nông dân lựa chọn cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện từng nơi. Qua tìm hiểu thổ nhưỡng, biết đất phèn nơi đây phù hợp với cây bưởi, Nông dân lựa chọn cây bưởi da xanh để trồng khi được địa phương hỗ trợ về vốn và các chính sách kinh tế. Đến xã Phạm Chân Hai từ năm 2011, bà Hà Thị Bưởi canh tác lúa với 30.000 mét vuông, tuy nhiên không có năng suất cao. Qua tìm hiểu và được tư vấn của cán bộ hội nông dân xã, gia đình bà chuyển sang trồng bưởi. Bà chia sẻ bưởi da xanh ở đây rất ngọt và giòn do thổ nhưỡng đất phèn dành nước phèn, giá trị sản phẩm rất cao giấu điều kiện thủ nhưỡng phù hợp với cây bưởi và cho giá trị thương phẩm tốt, nhưng việc trồng bưởi đòi hỏi nhiều công chăm sóc. Được sự hướng dẫn từ hội nông dân, nông dân sử dụng phân hữu cơ để cải tạo đất, giúp cây bưởi phát triển tốt, trái ngon ngọt hơn. Bà bưởi chia sẻ, đất ở đây phải cải tạo, tuy được nguồn nước và chất đất, nhưng phải dùng phân hữu cơ để hạ phèn. Cây bưởi được bón nhiều phân hóa học thì chất lượng không được ngon tuy nhiên dùng đất này khá trũng hễ mưa là ngập úng nên nông dân gặp khó khi cây giống chết vì ngập nước đáng chú ý đất ở đây nắng rất cứng nhưng mưa rất nhũng cho nên phải có hệ thống tưới tiêu bờ bao và máy bơm tuy cây bưởi này ưa nước nhưng không chịu được úng ngập một hai ngày là chết hết khi mưa lớn người ta phải bơm thoát nước không để ngập gốc cây quá một ngày với chính sách của thành phố, nơi đây thực hiện quy hoạch lại hệ thống tưới thoát nước, phòng úng ngập và rửa chua xả phèn. Nông dân cũng quy hoạch hệ thống tưới tiêu cho giường với máy bơm và các bờ bao phù hợp, mương thoát và tiêu nước có chiều rộng từ 1 đến 2 mét, liếp có chiều ngang từ 5 đến 8 mét và xung quanh giường có bờ bao kiên cố để bảo vệ cây trồng khi có mưa lũ. Do giàu kinh nghiệm và khả năng học hỏi, tiếp thu vận dụng kiến thức khoa học, quy trình kỹ thuật được chuyển giao từ địa phương, các nhà vườn ứng dụng vào thực tế sản xuất để từng bước tạo hiệu quả canh tác. Ngoài áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để trồng bưởi đạt hiệu quả trên vùng đất phèn, bà bưởi cùng nhiều nông dân còn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất bưởi an toàn. Nhờ vậy, sản phẩm làm ra được thị trường ưa chuộng. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Hợp tác xã Bưởi Trường Xuân, có 50.000 m2 ở xã Phạm Văn Hai cho biết, Bà thu trên một tấn trái một năm và bưởi nhà bà ra đến đâu hết đến đó, trồng theo tiêu chuẩn việt gáp dùng phân hữu cơ là chính và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Dùng hệ thống đèn để bắt bướm nên không dùng thuốc, thu hoạch trên 100 tấn mỗi năm. Hiện tại giá bán 35.000 đồng một ký, thu về khoảng 3 tỷ rưỡi đồng mỗi năm. Trong khi bà Hà Thị Bưởi trồng chế hang càng gốc cũng thu hoạch 30 tấn mỗi năm, với giá bán thị trường bà thu về hơn 1 tỷ, trừ các chi phí bà dư từ 800 đến 900 triệu mỗi năm nhờ dường bưởi. Với vị ngọt, giòn, đặc trưng, các mối hàng luôn đặt cọc sẵn nên gia đình bà an tâm về đầu ra cho sản phẩm. Thu tiền tỷ mỗi năm nhờ trồng bưởi da xanh trên vùng đất vàng Bình Chánh, nông dân xã Phạm Văn Hai, làm chào nhờ chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp phù hợp và ứng dụng kỹ thuật hệ thống tưới tiêu xã phèn canh tác một cách hiệu quả. Nhờ vậy, xã Phạm văn Hai tạo nên thương hiệu bưởi da xanh nước tiếng cả nước. Câu chuyện vừa rồi cũng kết thúc chương trình Tam Nông hôm nay. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại của thính giả vào chương trình ngày mai.